xa kia đông lắm em ạ. Nhưng mà đằng đấy khó nhìn hơn nhỉ. Đây là đang đứng ở chỗ quảng trường km 5. Quảng trường 19 tháng 8. Quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái. Đấy. Rất là vô. Màn hình kia. Rất là xa đấy. Đang zoom lại rất là xa. Đấy, xa lắm. Chứng tỏ zoom tốt nhỉ. Trên này có một cái chấm màn hình ra, một chấm màn hình ra thấy người ở trong mà. Tôi để bắt đầu một năm mới tràn đầy năng lượng. Đây nhá. Tôi muốn tất cả mọi người hãy cùng giơ cao hai tay của mình lên và vỗ tay với tôi trong bài hát này. Đây. Nhìn thấy mỗi cái cụ đèn đúng không? Bắt đầu zoom này. Thấy người đấy. Zoom lại đến nơi luôn. Đấy. Đứng đây này nhìn đéo rõ đâu mà zoom lại nhìn thấy. Thử lấy con Phantom còn đẹp nữa. Ôi Phantom nhiều tiền lắm. Không khí chào xuân ở quảng trường rất là náo nhiệt. Mấy phút nữa, một phút nữa sẽ có pháo. Khả năng là bán đằng sau sân khấu ấy. Anh nghĩ là nó ở đằng sau tòa nhà kia. Năm ngoái năm kia thì bán ở bên đấy. Ở bên đấy nó mới có cái sân rộng, nó quay lại canh gác được em. Nó mới nhiều cây lắm. Nó mới xếp đàn pháo. Nhiều cây lắm. Bắt luôn. Giả vờ thôi. Báo hiệu cho anh em chú ý về bên đấy nhá. Đéo phải đâu, đấy là hướng đấy. Có câu ở bên này sao? Đúng rồi, quá đẹp luôn. 10 đến 9 nhưng mà đã đẹp ghê. Wow. Ta kia đến 8. Ui, khói dã man luôn kìa. Hả? Bóng bay cũng bay lên ạ. Ôi cảm giác như nó đang bay lại mình chứ nhỉ. Ôi khói nó bay về đây đang có mà. Như là có yêu quái. Có yêu quái. Vãi thì quay điện thoại. Ôi điện thoại kìa. Chà, cướm phết đấy. Thu một phát gần lại đi. Thu một phát gần lại. Đây, có gần. Đấy, nhìn đấy. Từng quả
pháo nổ luôn. Ngoài quả này quá rực nữa luôn. Quả ngươm khói mù mịt hết cả khu này luôn rồi. Đẹp quá. Ôi, ở chỗ mình đang ngửi thấy mùi thuốc pháo vãi trưởng luôn. Trời mẹ, khói ho cả ra người này. Ôi, cảm giác như nó bay cả mặt thế này. Đúng không? Đấy, thuốc súng gió nó theo khói nó tạt cả mặt này. Đây này, mù mịt ở cái khu dưới này á. Ôi, loại này đẹp phết. Đá pháo hoa lại còn có đèn loạn quạng nha nữa. À, hay đấy. Wow. Rực rỡ đấy. Đây này, xác pháo đây này. Có điêu làm gì? Đây này, xác pháo bay rơi đây này. Đấy, vừa bay rơi đấy đấy. Rực chưa? Ôi mấy quả này nổ kinh phết nhỉ. Ui như pháo nổ ấy. Nhưng mà nhiều khói quá. Nhiều khói quá là nó che mẹ mất cả pháo rồi kìa. Ôi bay cả tai này. Em thích cái quả kết của nó mới đẹp. Quả kết đầm. Phết nhiều loại pháo lạ vào đấy, ít nhất phải như thế. Đang đỏ nó chuyển thành vàng rực đấy, nhấp nháy đấy. Nhìn nó mới đánh lại hay là 2019 cũng được. Pháo này cái lao tập mất rồi, đã thua rồi. Đẹp, nói chung là vẫn được. Nổ liên tục ra. Bắn bao nhiêu phút nhỉ? 15 phút. Thường thường anh như thế. 15 phút này là đốt hết nhiều tỷ đấy. Cái đằng chỗ đốt kia khói kín luôn kìa. Có nhìn thấy gì nữa đâu. Đề nghị ban tổ chức hướng về phía khác bắn đi. Đến đoạn này là khói quá rồi. Đề nghị ban tổ chức ngừng bắn một lúc cho tỏa khói. Dừng một tí cho nó được lâu. Bây giờ là chỉ nhìn thấy tóe tóe thôi. Mà không dừng được đâu em ạ. Không dừng được đâu, đốt cả tàn. Cái này nó đã một phát là kệ nó chạy thôi mà. Đốt cả tàn rồi. Hất nước vào. Nếu phải hất nước vào đấy. Đến đây là nhìn tạm được rồi. Ôi, lại đẹp rồi. Cảm giác đây gọi là như kiểu xem phim 6D, 8D ấy. Có cả pháo bay vào mặt. Xác pháo bay vào mặt. Đây này. Đây này toàn bụi pháo đây này, không phải mưa đâu.
toàn xe đây, toàn bụi pháo luôn. Đây gọi là xem phim, xem phim 4D. Có mấy quả tầm cao đẹp hơn em ạ. Quả to đấy. Đây đầu này. Mình đứng ở đây là đéo đúng cũng nghỉ rồi. Đẹp, chỗ này vẫn đẹp. Đằng nào cũng khói thôi, đằng kia khói mù hơn. Đứng đây là quá hợp lý. Đằng kia nó nhìn mình là khói hơn đấy. Là vì gió đang bay về đây mà. Bây giờ nó không bay về đây nữa đâu. Em nhìn dưới chân ra đằng xa kia em. Đấy, đẹp quá chứ. Bây giờ lại quá đẹp luôn này. Đấy, zoom zoom lên tí. Quá phong thủy luôn rồi. Ấy, có mấy quả to rồi đây. Quả đỏ bay cao hơn. Nguyên đỏ không nhỉ? Nguyên đỏ luôn. Nhấp nháy, nhấp nháy. Mát mà. Đây có mấy quả lạ hơn này. Quả đấy nổ to ghê nhỉ. Đấy. Quả nổ to là quả chùm đấy. Woo. Đấy. Quá chả lấy gì. À bắt đầu tè tè xuống đây này. Bay từ đằng khói lên là. Như yêu quái ấy nhỉ. Không phải nổ dưới đâu em ơi, quả to đấy. Này mà không có khói phê hơn nhỉ. Không có khói thì đẹp mê ly luôn đấy. Nó dừng rồi đấy. Dừng chắc là hết. Không, chưa hết. Hết rồi. Hết rồi á? Hết rồi. Đã đốt hết dăm tỷ, chả biết bao nhiêu. Rồi, cho cái bất ngờ nào. Không có gì bất ngờ đâu.